Mùi quen người mùi thơm bất tịnh, lưỡi dền theo lắm chuyện gây go, thân ham dùng găm vóc xe xua, ý mơ tưởng bao la vũ trụ. Bởi lùng dục lòng tham không đủ, lấp che lần trí huệ từ lâu, nguyện tội ác từ nay dừng bỏ, chuyển sâu căn ra khói lầm mê, trước đài sen thành kính hướng về, tịnh tam độc quy tam bảo, phần giới cấm chuyên trì chú đạo, dừng tận cùng công lễ vô minh, chi phàm phu tự lực khó thành, cầu đại giác từ bi gia hộ, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh. Con dâng lòng vì đạo hy sinh, nương từ quan tìm đến bửu thành, đặng tự gian giác tha viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kim Phật nói kinh
độc nữa xa về. Cùng với 1.200 năm mới vị đại tỳ kheo câu hỏi đều là bưng a la, mọi người đều quen biết như làm. Trưởng lão xa lời phân đại mộng cùng đến dự hội bây giờ đứng phận báo ngài trưởng lão xa lời Phật rằng từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi phần có thế giới tên là Cần Lạc, trong thế giới đó có đứng phần hiệu là trong cõi đó không có bị những sự khổ chi hướng những điều vui nên nước đó tên là Cần Lạc xa lời Phật. Lại trong cõi Cần Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mành lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân bao bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cần Lạc xa lời Phật. Lại trong cõi Cần Lạc có ao bằng bãi chất bao, trong ao đầy dãy nước đủ tám công đứng, đáy ao thuần dùng các vàng trái làm đấng, vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường ở bốn bên ao. Trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng. Bạc lưu ly pha lê xa cử xích châu mã não, trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh tài ánh sáng xanh, sáng vàng tài ánh sáng vàng sáng đỏ tài ánh sáng đỏ, sắc trắng tài ánh sáng trắng, màu nhiệm thơm tho trong sành. Xa lời phong cõi nướng Cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời phong trong cõi nương của Đức Phật đó thường trói giang trời, đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời rưới hoa trời mang Đà La chúng sanh. Trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn, đêm cúng dường mười muôn ưng đứng phân ở phương khác, đến giờ ăn liền trở về bốn quân ăn cơm xong.
không đi kinh hành xa lời phân cõi nương cần làm. Thành tựu công đừng ra nghiêm dường ấy lại nữa xa lời phân cõi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường nào chim bành hàng. Không tước anh và xa lợi ca năng tận và công màng những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ma thanh đạo phần vân vân chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thải đều niệm phật niệm pháp niệm tăng xá lời phật ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra vì sao vì cõi của đức phật đó không có ba đường giữ xa lời phân cõi của đức phật đó tên đường giữ còn không có huống gì lại có sự thần những giống chim đó là do đức phật a di đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xa lời phân trong còi nước của đức phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao hòa đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diều thế như trăm nghìn tư nhạc đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng phần niệm pháp niệm tăng xá lời phân cõi nước của đấng phần đó thành tựu công đấng trang nghiêm dường ấy xá lời phân nơi ông nghĩ sao đức phật đó vì sao hiểu là A Di Đà xá lời phân đấng phần đó chói vô lượng soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiểu là A Di Đà xa lời phân đấng phần đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp nên hiểu là Phật A Di Đà. Thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm xa lời phân lại đức Phật đó có vô lượng vô biên thành văn đệ tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tin đêm mà có thể biến được hàng Bồ Tát cũng đông như thế xa lời phân cõi nước của đức phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy xa lời phân lại trong cõi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi chuyện trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ xứ số đó rất đông chẳng phải tin đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng kỳ để nói thôi xả lời phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó vì sao vì đằng cùng với các bậc thường
về cõi đó xa lời phong nêu có thiền nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của Đức Phật đó hoặc trong một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày hoặc bốn ngày hoặc năm ngày hoặc sáu ngày hoặc bảy ngày mong lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lung lâm chung Đức Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước đó. Người đó lung trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà. Xa lời phong ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng làng xa lời Phật như ta hôm nay. Người khen công đức lời anh chẳng thể nghĩ bằng của Đức Phật A Di Đà phương đông cùng có Đức A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phần Tu Di Quang Phần Diệu Âm Phần Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra cương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Nhưng thế chư Phật sa hộ niệm này xa lời phong thế giới phương nam có Đức Nhật Nguyệt Đăng Phật danh văn quan phân đại diêm kiên Phật Tu Di Đăng Phật vô lượng tinh tấn Phật hằng hà xa số những Đức Phật như thế đều tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Những thiết chư Phật sở niệm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ phần vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh quang Phật hằng hà sa số những Đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức. Những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương băng có Đức Diêm Kiên Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà sa số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức. Nhưng thiết chư Phật sa hộ niệm này xa lời phân thế giới phương dưới có đức
Đức Sư Tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đản ma Phật phạm trang Phật trì pháp Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên ma nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính kinh xưng tan bất cả cơ nghề công đức nhưng khi chư phần xa hồ niệm này xa lời phân thể giới phương trên có đấng phạm âm phần tu vương phần hương thường phật hương quang phần đại diệm kiên phần tạm sân bửu hoa nghiêm thân phần ta la thọ vương phần bảo hoa đứng phần kiên nhưng thiên nghĩa phần như tu di sơn phần hằng hà xa xô nhưng đứng phần như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thân rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán băng khả tư nghị công đức những thiên chư phật xa hồ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào vì sao tên là kinh những thiết chư phật xa hồ niệm xa lời phân vì nếu có thiện nam tử thiện này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của các đấng phật thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức phật hồ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác trả lời phân cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của ca đấng phật nói xa lời phân nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức phật A Di Đà thời những người ấy đều đặng không chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác nơi cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về xa lời phân cho nên các thiện nam tử thiện nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia xa lời phật như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đấng và các đấng phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trừa kiếm trừa kiên trừa phiền não trừa chúng sanh trừa mạng trừa trúng mà ngài chứng được ngôi vô thường chánh đẳng chánh giác ngài vì ca chúng sanh nói kinh pháp mà tăng cả thế gian có tin này xa lời phần phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác và vì tăng cả thế gian nói kinh pháp
pháp khó tin này, đó là rất khó Đức Phật nói kinh này rồi. Ngài Xa Lợi Phất cùng các vị tỳ kheo, tất cả trong đời trời người A Tu La vân vân nghe lời của Đức Phật dạy, đều vui mừng tin nhận đánh lễ phẩm mà lui ra. Bồ khuyết tâm kinh tâm trí huệ thanh thanh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mấy trần. Lào là một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm, mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an. Trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng tỏ bài đích đang hàng Bồ Tát danh quang tự tại, khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông, mà soi thấy năm uẩn đều không có gì độ tất cả, không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Sân không chung ở một nhà, không chẳng khác sắc, sắc nào khác không, ấy sắc tướng cùng đồng không tướng, không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy, tống về chân không tòa sân tướng nhân ông tạm đó, các pháp kia tướng nọ luôn trơn chẳng sanh chẳng dứng thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm ma cơ ấy, nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân. Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không, mà thấy rỗng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thân giới cũng không, mời tánh không sang suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hán chi, vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao, tư đế cũng chẳng có nào. Không chi là trí có nào đắng chi, do vô sở đắc ly tân cả, nhân pháp kia đều xả nhi không mê, vẫn lòng trí huệ linh thông. Bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quay ngại có chi khủng bố, từng xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rộn ráo chưa nguyên, niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn, tam thế Phật y đàn bán nhà đao Bồ Đề chứng quả chánh chân. Cho hay ban nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân, mau về thì thần chú linh tri đại lần, thì thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thượng hoài linh, ấy chú vô đẳng thanh thịnh hoài thần, trừ tất cả nguyên nhân căn khổ, thức tình lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiện bấn hư, an làm thần chúa
ba đê ba đê cầu ha cầu ha đê đa ra ni đê ni ha ra đê thì lê lê đê ma ha già đê chân lăng càng đê ta bà ha li ba đê ba đê cầu ha cầu ha đê đa ra ni đê ni ha ra đê thì lê lê đê ma ha già đê chân lăng càng đê ta bà đại từ đại bi thường chúng sinh đại đại xa cứu muôn loài tương tố trời sáng từ trang nghiêm đệ từ chi tâm quy mạng lễ nam mô Như Lai ưng cung chánh biến tri minh hạnh tùng thiền thể thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trưởng phố thiên nhân sư phận thế tôn nam mô đa báo Như Lai nam mô bảo thắng Như Lai nam mô diệu sẵn thân Như Lai nam mô quảng bá thắng Như Lai nam mô ly bố quý Như Lai nam mô cam lộ nam mô thầm phương thường trú tam bảo nam mô thầm phương thường trú tam bảo nam mô thầm phương thường trú tam bảo đệ tử hôm nay quỳ trương điện chí tâm đảnh lễ dồn trôi lăn mãi trong vòng lụng đảo anh Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo mà con còn đắm đuối mê say mắt xem huyễn cảnh hàng ngày tai thính tiếng mừng đường vua ninh mùi quen người mùi thơm bất tịnh lưỡi dền theo lắm chuyện gây go thân ham dùng găm vóc xe xua ý mơ tưởng bao la vũ trụ bởi lùng dục lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu nguyện tội ác từ nay dừng bỏ chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê trước đài sen thành kính hướng về tịnh tam động quy tam bảo phần giới cấm chuyên trì chú đạo dừng tận cùng công lễ vô minh chi phàm phu tự lực khó thành cầu đại giác từ bi gia hộ dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh con dâng lòng vì đạo hy sinh nương từ quan tìm đến bửu thành đàn tử gian giác tha viên mãn nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật phụng tụng công đức thù thắng hạnh vô biên thắng phước giai hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh
phương quang vô lượng quang phần sáng, nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chân minh liệu, phố nguyện tội chương tất tiêu trừ. Thế thế thương hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung, Phật ngộ vô sanh. Bâng thôi Bồ Tát vi bàn lỡ, nguyện dĩ thử công đức phổ cầm, nhưng thế ngã đẳng giữ chúng sanh, giai công thành Phật đạo. Tự quy câu hỏi đều là bừng A-la-hán mỗi người.
mà câu y la li bà đa châu lợi bàn đà già nan đà a nan đà la hầu la kiều phạm ba đề tân đầu lư phá la đọa ca lưu đà di ma ha kiếp ma tân na bàn câu tăng Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát như thế và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàng Nhân vân vân, đại chúng cùng đến dự hội bây giờ đứng Phật báo ngài Trương Lão Xá Lợi Phất rằng từ đây qua phương Tây qua phần có thế giới tên là Cần Lạc, trong thế giới đó có đứng phần hiệu là Di Đà, hiện nay đương nói pháp xả lời phân cõi đó vì sao tên là Cần Lạc. Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ chi hướng những điều vui nên nước đó tên là Cần Lạc Xá Lợi Phân. Lại trong cõi Cần Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mảnh lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân bao bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cần Lạc Xá Lợi Phân. Lại trong cõi Cần Lạc có ao bằng bảy chất bao, trong ao đầy dãy nước đủ tám công đừng đáy ao thuần, dùng các vàng trái làm đấng, vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường ở bốn bên ao, trên thềm đường có lầu gác cũng đều yếm sức bằng vàng. Bạc lưu ly pha lê xa cử xích châu, mã não trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh tài ánh sáng xanh, sáng vàng tài ánh sáng vàng, sáng đỏ tài ánh sáng đỏ, sắc trắng tài ánh sáng trắng, màu nhiệm thơm tho trong sành. Xá Lợi Phân, cõi nước Cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xá Lợi Phân, lại trong cõi nước của Đức Phật đó thường trói giang trời đấng bằng vàng rồng, ngày đêm sao thời rưới hoa trời mang đà la, chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn, đêm cúng dường mười muôn ân đấng Phật ở phương khác, đến giờ ăn liền trở về bốn quân ăn cơm xong đi kinh hành. Xá Lợi Phân, cõi nương Cần Lạc thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Lại nữa, Xá Lợi Phân, coi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường, nào chim bành hàng Khổng Tước Anh và Xá Lợi Ca Lăng Tăng và Công
giống chim đó ngày đêm sáu thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ma thanh đạo phần vân vân chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thải đều niệm phật niệm pháp niệm tăng xá lời phật ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra vì sao vì cõi của đức phật đó không có ba đường giữ xá lời phật cõi của đức phật đó tên đường giữ còn không có huống gì lại có sự thần những giống chim đó là do đức phật a di đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xa lời phân trong còi nước của đức phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao và đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu thế như trăm nghìn tư nhà đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm phật niệm pháp niệm tăng xá lợi phân cõi nước của đức phần đó thành tựu công đấng trang nghiêm dường ấy xa lời phật nơi ông nghĩ sao đức phật đó vì sao hiểu là a di đà xa lời phật đứng phần đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt căn còi nước trong mười phương không bị lời phân đứng phần đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếm nên hiểu là a di đà xa lời phân đứng phật a di đà thành phần nhận lại đến nay đã được mười kiếm xa lời phân lại đứng phần đó có phải tin đêm mà có thể biết được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế xả lời phân cõi nước của đức phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy xả lời phân lại trong cõi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi chuyện trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ xứ số đó rất đông chẳng phải tính đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên a tăng kỳ để nói thôi xả lời phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó vì sao vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi mồn chỗ xa lời vẫn chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phương đứng nhân duyên mà được sanh về cõi đó xa lời phân nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói đức phật a di đà rồi chấm trì danh hiệu của đức phật đó
hoặc năm ngày hoặc sáu ngày hoặc bảy ngày, mong lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lúc lâm chung đừng Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lúc trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh. Về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà Xá Lợi Phất, sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cực lạc Xá Lợi Phất như ta hôm nay. Người kiên công đức lời in chẳng thể nghĩ bằng của Đức Phật A Di Đà Phương Đông, cùng có Đức A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Nhưng thiết chư Phật sa hộ niệm này Xá Lợi Phất thế giới phương Nam có đứng nhật nguyệt đăng Phật danh văn quang văn đại diêm kiên Phật Tu Di Đăng Phật vô lượng tinh tấn Phật hằng hà sa số những Đức Phật như thế đều tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Những thiết chư Phật sở hộ niệm này Xá Lợi Phất thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ Phật vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh quang Phật hằng hà sa số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức. Những thiết chư Phật sở hộ niệm này Xá Lợi Phất thế giới phương băng có đứng diêm kiên Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vốn minh Phật hằng hà sa số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức. Nhưng thiết chư Phật sa hộ niệm này Xá Lợi Phất thế giới phương dưới có đức sư tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đản ma Phật phạm trang Phật trì pháp Phật hằng hà sa số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên
rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính kinh xưng tán bất khả cơ nghị công đức. Nhưng thiệt chư Phật sa hộ niệm này xa lời phân thể giới phương trên có đấng phạm âm phần tu vương phần hương thường Phật hương quang phần đại diệm kiên phần tạm sanh bửu hoa nghiêm thân phần ta la thọ vương phần bảo hoa đấng phần kiên nhưng thiên nghĩa phần như tu di sơn phần hằng hà sa số nhưng đấng phần như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi đại thiên mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tán băng khả cơ nghị công đức. Những thiên chư Phật sa hộ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào, vì sao tên là kinh nhưng thiết chư Phật sa hộ niệm xa lời phân? Vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của các đấng Phật thời, những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả phân hồ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Xả lời phân cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của ca đấng phân nói. Xả lời phân nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phá nguyện muốn sanh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà. Thời những người ấy đều đặng không thôi chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nơi cõi nước kia hoặc đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về, xa lời phân cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân, nếu người nào có lòng tin thời phải nên phá nguyện sanh về cõi nước kia. Xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đấng và các đấng Phật đó cũng ngời khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu, có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trừa kiếm trừa kiếm trừa phiền não trừa chúng sanh trừa mạng trừa trúng mà ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian có tin này. Xa lời phần phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường, thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác. Và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là rất khó đức Phật nói kinh này rồi. Ngài xa lời phân cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời, người A Tu La vân vân nghe lời của đức Phật dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ phẩm mà lui ra.
Bồ khuyết tâm kinh, tâm trí huệ thinh, thinh rộng lớn, sáng trong ngần chẳng bận mây trần. Lào là một tánh thiên chân, bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm, mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi anh. Trải lòng tròn đủ xưa nay, công thành qua chứng tỏ bài đích đang Bồ Tát danh Quang Tự Tại, khi tham thiền vô ngại đến trong, thầm vào trí huệ mở thông, mà soi thấy năm uẩn đều không có gì, độ tất cả không chi khổ ách, trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Sân không chung ở một nhà, không chẳng khác sắc, sắc nào khác không, ấy sắc tướng cùng đồng không tướng, không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tượng hành thân phân chia, cũng lại như vậy tống về chân không. Tòa sân tướng nhân ông tạm đó, các pháp kia tướng nọ luôn chân. Chẳng sanh chẳng dứng thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm, mà cơ ấy nên cõi trên không giới, thể lào lào vô ngại thường chân. Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không, mà thấy rỗng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thân giới cũng không, mời tánh không sang suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hán chi, vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao, tư đế cũng chẳng có nào. Không chi là trí có nào đắng chi, do vô sở đắc ly tất cả, lòng trí huệ linh thông. Bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quay ngại có chi khủng bố, từng xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rộn ráo chưa duyên, niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn, tam thế Phật y đàn bán nhà Bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hai ban nhã là hơn, pháp môn tôi thắng cõi chân mau về, thì thần chú linh tri đại lừng, thì thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thượng ngoài linh, ấy chú vô đẳng thanh thịnh hoài thần, trừ tất cả nguyên nhân các khổ, thức tịnh lòng giác ngộ vô sương. Thiên nhiên chân thiền bất hư, an làm thần chú chân như thuyết rằng, Bồ
ba ni ba ni cầu ha cầu ha đê đà ra ni đê ni ha ra đê kỳ lê nê đê ma ha già đê chân lăng càng đê ta bà ha ni ba ni ba đê cầu ha cầu ha đê đà ra ni đê ni ha ra đê kỳ lê nê đê ma ha già đê chân lăng càng đê ta bà đại từ đại bi thương chúng sinh đại đại xa cứu muôn loài tương tố choi sáng từ trang nghiêm đệ từ chi tâm quy mạng lễ nam mô Như Lai ưng cung chánh biến tri minh hạnh tùng thiền thệ thế gian giải vô thường trì điều ngự trưởng phu thiên nhân sư phật thế tôn nam mô đa bảo Như Lai nam mô bảo thắng Như Lai nam mô diệu sẵn thân Như Lai nam mô quảng bá thân Như Lai nam mô ly bố quý Như Lai nam mô cam lộ vương Như nam mô thầm phương thường trú tam bảo nam mô thầm phương thường trú tam bảo nam mô thầm phương thường trú tam bảo đệ tử hôm nay quỳ trước điện chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn đã bao phen sanh tử dâm dồn trôi lăn mãi trong vòng lụng đảo anh thế tôn đã đinh ninh dạy bảo mà con còn đắm đuối mê say mắt xem huyễn cảnh hàng ngày tai thính tiếng mừng đường vua nên anh mùi quen người mùi thơm bất tịnh lưỡi dền theo lắm chuyện gây go thân ham dùng găm vóc xe xua ý mơ tưởng bao la vũ trụ bởi lùng dục lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu hôm nay mong giác ngộ hồi đầu tâm sám hối phơi bày tỏ rõ nguyện tội ác từ nay dừng bỏ chuyện xấu căn ra khỏi lầm mê trước đài sen thành kính hướng về tịnh tam động quy tam bảo phần giới cấm chuyên trì chú đạo dưng tận cùng công lễ vô minh chí phàm phu tự lực khó thành cầu đại giang từ bi gia hộ dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh con dâng lòng vì đạo hy sinh nương từ quan tiền đến bửu thành đặng tự gian giác tha viên mãn nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật phụng tụng công đức thù thân hạnh vô biên thân phước giai hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh
Phật sáng nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chân minh liệu, phố nguyện tội chương tất tiêu trừ. Thế thế thương hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây phương tịnh độ chung, Phật ngộ vô sanh. Bâng thôi Bồ Tát vi bàn lỡ, nguyện di thử công đức phổ cầm nhân thế, ngã đẳng giữ chúng sanh giai công thành Phật đạo. Tự thông lý đại